nhưng mà dưới mặt đường này lại không phải. Thế đằng sau kia có phải không ạ? À, đây mặt đằng trước này không phải. À, đất chỉ có một tí đằng sau. À, Phèng xin chào các bác. Hiện tại Phèng đang ở thôn Nùng Càng của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Tiếp tục trong cái hành trình đi vào bản sâu bản xa, tìm đến những cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để chia sẻ đến các bác, đặc biệt là bác Phó Đức An, để bác biết đến những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Tập trước thì Phèng cũng có quay video chia sẻ với các bác về nhà của bạn trai ở bạn Tài ở thôn Lùng Hảo ở trên bên kia. Thì bác còn xem rồi thì bây giờ tiếp tục là hành trình là sẽ quay thêm một số hoàn cảnh khó khăn nữa ở thôn khác. Ở đây là thôn Nùng Càng. Đi anh đi, lên trên nhà. Nhà này tên là gì anh? Vù á? À, tưởng Vù hay là Và? Họ Vù. Vù A Mua. Vù A Mua có nhà không nhỉ? Áo có mà. Đóng diễn viên hài được ấy nhỉ. Xin chào nhá. Hàng tiền đạo này nó có cắn không? Thật không? Ồ, bí thư. Nên đây thử xem em cờ hó nó có cắn không? Đi thử nào. Nhà có... ai ở nhà không? À, không có ai ở nhà mà chỉ có bốn vợ con thôi à? À, được chính quyền địa phương, được các bác trưởng thôn giới thiệu. Qua về gia đình. Ở đây thì là nhà mình là... thuộc danh sách hộ nghèo ở thôn Lùng Càng phải không anh? Giới thiệu với các bác, đây là anh trưởng thôn ở thôn Lùng Càng, anh Chảo nhé. Dạ. Thì trong hộ thôn của mình có bao nhiêu hộ anh? 88 hộ. Nhưng mà 88 hộ này thì có bao nhiêu hộ là đặc biệt khó khăn như nhà này anh? Có 57 hộ nghèo. 57 hộ nghèo. Nhưng mà gia đình này là gia đình đặc biệt đấy đúng không? Rất nhiều người cũng, rất nhiều nhà cũng như nhà này. À thế à? Nhà, có nhà nào nó nghiêng nghiêng như này không anh? Cũng có mấy hộ cũng nghiêng nghiêng. Nhưng mà mua à? Đúng. Mua là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 92. Ô thế là lẩu cánh rồi. Bằng tuổi à? Lẩu cánh. Phèng phèng sinh năm 90. Thế lẩu cánh nó nghiêng nghiêng này không dựng thẳng à? Hứ? Thế thì mình phải dựng thẳng lên chứ, để nó nghiêng nghiêng này nó chả đổ ụp phát xuống à? Nó nghiêng này thì phải lấy cái gì mà kê vào chứ. Dựng nó là đây này. Phèng đi xem qua đây được không? Đi giúp Phèng đằng trước không có em cờ hó nào không? Đây các bác. Ngôi nhà của bạn Lẩu Cánh Mua. Đấy. Lẩu Cánh thì có quả nhà hơi nghiêng. Chỗ này nó phải nghiêng đến 30 độ các bác này. Úi dồi. Đấy. Nó nghiêng lắm. Này. Là làm nhà lại ở đâu chưa? Được 4 năm à? Đây các bác. Đấy. Nó nghiêng này thì phải lấy cái cây hoặc là như nào để ấy lại chứ. Chứ không là nó đổ đây nhỉ. Thế Lẩu Cánh có mấy con rồi? Có mấy mi nhỏ à? Hăn tâu mi nhỏ. Hay à? Ốt tủ mi nhỏ à? À, mi tu mi sai à? Hay là mi tu? À mi tu, hai con trai à? Ấy, thấy tiếng Mông của Phèng Phèng giỏi không? Hôm nay đến nhà thăm nhà, không có gì cả, có một thùng mì tôm này. À, hỗ trợ gia đình ăn sáng nhá, đây này. Đấy, tặng gia đình mình thùng mì tôm ăn sáng. Cảm ơn à. Đi Phèng vào nhà được không? Cho xin bữa cơm được không? Có cơm không? Ồ thế à, thế ngày xưa Lẩu Cánh học hết lớp mấy? Không học ạ. Không học lớp nào á? À thế à. À đây là po lỉa của Lẩu Cánh à? Vâng. Xin chào nhá. À dạ. Đi làm gì về à? Cắt cỏ về à? Ồ có cái tóc đẹp thế nhỉ? Em tên là gì? Phương. Mua Phương à? Bảo người yêu của mình là nhà mình phải dựng thẳng lên chứ. Để nó nghiêng nghiêng này là nó đổ thì sao? Có mấy con đâu, đi đâu hết rồi? Nhà có trâu bò gì không?
Một con trâu à? Một con trâu dự án. Trâu dự án là nuôi đẻ con ra xong là bắt đầu chia cho họ là mình được con mẹ. Chia con cho họ là mình được con mẹ. Nó đã đẻ con chưa? Chưa. Nuôi lâu chưa? Vừa nuôi được 2 năm rồi. Thế có đi làm thuê được gì không? Không ạ. Sao không đi làm thuê gì? Con trâu đấy. Ừ, đâu đi vào trong nhà, Phương đi vào nhà anh xem nào. Nóng quá phải vén áo đây nè. Thả xuống. Ai lại vén áo lên đi, đấy. Trẻ con đi đâu hết rồi? Đi chơi ạ. Nhà của mua này thì ở ngoài này có điện hơn nhà của bạn Tài, em Tài trong kia, nhà em Tài trong kia thì không có điện. Ngoài này có điện. Một tháng mình hết bao nhiêu tiền điện? 40.000, 50.000 thôi à? Có công tơ riêng không? Có. Thế ai ngủ ở đây, giường này này? Giường đấy, hai đứa con. Hai đứa bé ngủ à? Đây này, như này này, nó nghiêng hết rồi. Xong là trẻ con này ngủ dưới này là không đảm bảo đâu. Bây giờ làm nào phải dựng nó thẳng lên chứ. Chống cột, chống kèo vào chứ không như này gió nó lung lay làm nào. Không có tiền. Cái này thì mình dựng được mà. Mình nhờ người đến giúp mình dựng ngược lại. Đây nền nhà này cũng nhà đất. Phen đi xem qua. Con là học lớp mấy rồi? Hai đứa con là học lớp 4 à? Hai đứa học lớp 4 à? Sao đây hai đứa học cùng lớp á? À? Thằng lớn học giỏi quá. Cô giáo giữ lại làm lớp trưởng à? Thế nó học cùng em nó thì nó có được làm lớp trưởng không? Hai thằng là một thằng. Thế thằng thứ hai học giỏi không? Thế là một thằng xếp từ đầu xuống, một thằng xếp từ đầu từ dưới lên. Hai đứa, một hai con trai nhỉ. Lấy sắn về làm gì đây? Sắn cho lợn mà. À thế à? Nhà mình có mấy con lợn? Hai con bé mà. Em này cũng học sinh giỏi này này, phải không? Vừa Mỹ Hạnh lớp 4 tuổi này. Có thành tích xuất sắc trong học tập này, đấy. Nhà thì bếp với ở nhà là liền luôn các bác. Chỉ có một cái bếp đây. Là xong nồi bát đũa để ở dưới này. Thì đến nhà của mua thì cũng thấy là hai vợ chồng còn trẻ. Nhưng mà nhà thì khung thì nó vẫn còn tạm gọi là cứng một chút. Này dựng lại là được. Mua ạ. Mua nhờ người về dựng thẳng lên, không trẻ con nằm ở dưới kia kìa. Mưa gió nó nguy hiểm ấy. Thế đến nhà mua chơi này là biết qua nhà mua rồi nhá. Thì nếu mà có duyên thì sẽ đến gặp lại nhà mua. Bây giờ Phen đi thăm nhà khác. Chào mua Phương nhá. Phen đến nhà của bạn mua này thì thấy ngôi nhà thì cơ bản là cũng có điện rồi này. Đấy. Cũng có nhà khung cứng nhưng mà nó dẻo dẻo, nó nghiêng nghiêng đi là không dựng lại thôi. Chứ nhà này chống lên dựng lại thì có thì vẫn chắc, phải cột nó vẫn to ấy. Đấy, thì nhà này còn tốt hơn nhà của bạn em Tài trong kia. Giờ Phen Phen tiếp tục là đi đến một hoàn cảnh khác chia sẻ với các bác. Nhà dưới à? Thế nhà trên kia có phải nhà không? Nhà trên kia là trước ông anh của nhà này, như ông ấy mất. Bây giờ nhà không có ai ở à? Không có ai ở. À, nhà này là nhà tên là gì ạ? Thảo Quang Đường. Thảo Quang Đương ạ? Vâng. Là cũng là một trong những hộ nghèo khó khăn ở đây đúng không? Vâng, thế là anh đi dẫn lên trước. Đưa các bác lên thăm hộ gia đình thứ hai ở ngoài thôn Lùng Hảo. À Lùng Càng, xin lỗi các bác, Lùng Càng. Nhà này thì có mấy con ạ anh? Có hai trẻ con à? Đây các bác. Nhà thì cũng bằng cái khung bằng mấy cái cây này các bác. Khung tạm. Cũng là cái phần tranh tre lứa lá này thôi. Phần tre trúc này. Có ai ở nhà không? Nho chê chi nho à? Chào nha. Yến ơi, nhiều trẻ con lắm. Chào chị nha. Sipo Hải nùng cho chi à? Có biết tiếng Kinh không? Biết ít à? Ê, thế phải nói chuyện nữa. Chồng đi đâu rồi?
Chí à? Hả? Không biết đi đâu à? Nhà này làm bằng cái cột này, bằng cột tre nhỉ? Ờ, cột tre này. Đây cũng cột tre. Cây này không phải cây tre đâu, cây này cây gì ấy? Cây bương à? Cây, cây này cây bương hoặc là cây bát độ. Làm nhà này lâu chưa? Mấy năm? Một năm. Một năm à? Thế trước đây ở đâu? Xa không? Thế là đây là ai đây? Cô hàng xóm. Nhà, cô hàng xóm nhà ở đâu? À, sang đây chơi. Nhà em có mấy đứa con? Hai bé đây à? Ờ. Thế là tối thì là trẻ con ngủ đây à? Hay là mình ngủ đây? Thế chỗ này ai ngủ? Chỗ này kiểu lúc nào có khách thì mới ngủ anh nhỉ? Là một năm rồi. Nhưng mà trên thì là với cái vì kèo này thì bằng gỗ này. Nhưng mà cái cột trụ này thì lại là bằng tre. Tre một thời gian nó sẽ mối mọt đi. Nó sẽ không chắc. Thế đợt này đi làm gì? Có trâu bò không? Có lợn không? Hai con lợn à? Ở nhà là hai con kia học giỏi không? Không. Em không gặp chồng ở nhà nhỉ? Chồng nói tiếng phổ thông tốt không? Cũng Chipo 2 à? Đấy, nhưng mà ở ngoài này thì là cũng có điện các bác. Đấy. Ngày hôm nay thì Phen đến 4 nhà, 2 nhà ở bên ở trên thôn Nùng Nùng Hảo. 2 nhà ở thôn Nùng Càng, nhưng mà qua kiểm tra của Phen qua đi qua khảo sát nhà thì Phen thấy là 2 hộ gia đình, đặc biệt là ở trên Nùng Hảo kia thì khó khăn hơn nhiều so với cả 2 hộ gia đình ở thôn Nùng Càng này. Thôn Nùng Càng này thì qua đánh giá của Phen thì cái khung nhà thì vẫn còn to chắc một tí. Đấy. Và có đặc biệt là có điện nữa, có nước nữa. Lờ chưa nấu cơm tối à? Chưa nấu cơm à? Chưa à? Không, đã đi thu ngô chưa đợt này làm gì? Nhà mình có nhiều ngô không? Thế chồng không đi làm thuê ở đâu cả? Sao thế? Không làm á? Không làm thì lấy gì mà ăn? Hả? Có cái gì ăn cái gì à? Ồ, thế thì mình có cái gì cái ăn cái gì thì cũng được thôi. Nhưng mà trẻ con nó có cái gì, nó không ăn được cái gì thì làm nào? Phải chịu khó đi làm thuê chứ. Bảo chồng đi làm thuê để lấy tiền mua sữa, mua thịt cho con chứ. Hả? Bị đau gì? Ngã. Em á? À? Bị ngã à? Lâu chưa? Một năm rồi. Thế chồng có khỏe không? Chồng lại không ở nhà nhỉ, lại không gặp được. Chồng cũng không bị ngã, không ốm mà không đi làm gì à? Có nghĩa là chồng ở nhà giúp vợ. Đấy, vợ thì ở nhà trông hai đứa con. Nó cũng có hệ thống gớm nhỉ. Theo chuỗi luôn. Bây giờ mình yếu, mình không đi làm được, mình ở nhà trông con thì cũng được. Nhưng mà chồng là phải đi làm thuê để lấy tiền chứ, lấy tiền để trang trải cuộc sống chứ. Còn đâu ở nhà cứ sống phụ thuộc vào thiên nhiên, cỏ cây này, có trồng một ít ngô rồi bắt được con gì ăn con đấy, hái được rau gì ăn cái đấy, thì giống như kiểu thời tiền sử ngày xưa ấy, là không được đâu, phải chịu khó vào chứ. Có biết trồng rau không? Biết trồng cây rau gì? Không biết đâu. Trồng được nhiều không? Không. Có nhiều đất không? Có nhiều ngô không? Không có. Ngô một vòng như này à? Một vòng như này là lớn đấy, nhiều ấy. Không, ít. À.
Một một vụ được mấy bao ngô? Có đủ ăn không? Thế lúc thiếu ngô thì làm thế nào? Đi mua gạo à? Thế không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà mua? Có phải có được hộ nghèo không? Nghèo là một tháng có được trợ cấp gì không? Thế hai con đi học có gần đấy không? Bao nhiêu lâu rồi chưa mua thịt về nhà ăn? Hỏi thật. Mua thịt. Từ Tết đến giờ mua mấy lần rồi? Muốn lần mua nhiều không? Mua bằng nào? Một cân thôi à? Nhà tết là nhiều ấy. Một cân bây giờ thịt bao nhiêu tiền một cân? 100.000 à? 100.000 là không phải thịt lợn loại tốt rồi, loại mỡ mỡ thôi nhỉ? Cái loại mà có nhiều thịt ngon ngon là 130 cơ. 100 là cái loại mỡ mỡ, cái loại mà thịt người ta mua hết thịt ngon rồi bà con bắt đầu đợi gần trưa trưa mà mua thịt đấy về ăn. Chồng mình to không? To bằng anh không? Bé đấy à? Bé à? Thế vật nhau thì ai khỏe hơn? Quánh nhau ấy. Trêu thế để biết là không thấy chồng ở nhà nên không biết được là nhìn như nào. Đẹp trai không? Thế không đẹp trai sao mình lấy? Có đẹp trai bằng phèng phèng không? Bằng anh không? Hả? Đẹp trai bằng anh trưởng thôn kia không? Ai đẹp hơn? Chồng mình có cái đẹp riêng của chồng mình chứ nhỉ? Thế là ông đi làm gì mình không không biết à? Không báo cáo à? Ôi ôi, ngồi trong nhà mà nắng dọi vào nhà. Này à. Đây là con của chị này à? Đừng kéo nhá, nó thế nó còn non. Bé nó cứ giật ngược giật xuôi thế, nó xương nó đã chắc đầu. Đây là con của chị đây à, hàng xóm à? Nhà chị ở bên này à? Cũng chồng đi đâu rồi? Đi chơi. Ôi dồi, chịu khó đi chơi nhỉ? Lắng thế này mà cũng đi chơi à? Ở ngoài kia là bình thường, là ví dụ như ở nhà người ta đi làm mình đến chơi là người ta không chơi đâu. Thế chưa nấu cơm tối à? Có gì ăn không? Cho anh ăn cơm với được không? Hả? Cho không? Ăn cơm không cũng ăn. Nhá. Thế đi nấu cơm đi. Cười gì thật mỡ. Cái này là không cho rồi. Cô cho hết đi. Đây à? Làm mấy vòng rồi. Thế là em tên là gì? Tên là Tinh. Còn đâu chồng tên là Đương. Thế là buổi sáng thì nắng ở đằng mặt trước đúng không? Buổi chiều thì nắng mặt đằng này. Tối thì là bếp lửa nó đốt nên là nhà là quanh cả ngày là ấm hết, nóng hết nhỉ. Bảo chồng là bây giờ phải đi làm thuê đi, phải chịu khó đi làm đi, đừng đi chơi nữa. Thì là bắt đầu mới có tiền để mua cát sỏi về để đổ mấy cột bê tông này để cho nó chắc nhà chứ. Bây giờ kê cái mấy cái xà bằng gỗ nó cứng lên cái mấy cái cây vầu, cây nứa này, mấy nữa là mọt nó đục thủng nó hỏng thì làm sao. Đây này, cái cột chính này, trên kia nó mọt hết ở trên đầu vì kéo kìa. Nó không đảm bảo đâu. Mình người lớn thì là nó ví dụ như ở gió to mình còn chạy được, trẻ con làm sao nó chạy được. Bảo là ông lấy tôi về để ông phải làm nhà đẹp đẹp cho tôi ở, cho nó chắc chắc cho tôi ở. Chứ còn đâu tôi ở tôi đẻ con cho ông, xong ông làm cái nhà
nó nghiêng nghiêng này, tôi ở tôi sợ lắm. Mà thế, mà nhá, hôm nào mà đang ngủ mà nó trả vờ ôm mình ấy, mình bảo nó thế. Còn hôm nào nó bực bực thì đừng có nói. nó bực bực. Thôi nha, đi về nha. Rồi Phang đến thăm nhà. Đấy, thì thấy ngôi nhà như này thì cũng quay chia sẻ với các bác. Bây giờ thì video của Phang cũng chia sẻ với các bác hai hộ gia đình. Đến đây thì Phang cũng xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phang. Và đặc biệt để cho bác Phó Đức An, bác biết về bốn hoàn cảnh trong thôn Đùng Càng, Đùng Hảo ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, là một trong những hai thôn là khó khăn nhất trong cái xã Minh Ngọc. Đấy, cũng mong là bác xem xét rồi bác liên hệ lại cho Phang. Giờ Phang xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phang.